Hôm nay cho mình làm ảo thuật một bữa nha anh em. Đó. Không mà từ từ, trước khi mà mình lên cá mình cảm ơn anh em rất là nhiều. Toàn là anh em nhận cá của mình á, toàn là đánh giá 5 sao không nè. Trời ơi, anh em biết vậy biết mình phái lắm không? Toàn là 5 sao không? Thì cảm ơn anh em đã ủng hộ trong thời gian qua rất nhiều. Thì ngày hôm nay mình lên cho anh em đồng lúa 70 cành, anh em chơi hồ kính đẹp luôn. Đó. Cá này là HB Retro, cá này là Dumbo Big Head Moon, cá này là Royal Red Ear. 70 cành một cặp, thì để mình giới thiệu từng cặp cho anh em xem và biết rõ về chúng nha. Dòng này là dòng HB Retro, người ta mệnh danh là hoa hồng ở dưới nước á. Thì dòng này chỉ chơi size view cho nên mình chỉ show hồ kính cho anh em thôi. Dòng thứ hai chính là Dumbo Big Head Moon, anh em có thể chơi hồ kính hoặc là thùng xốp. Thì so về hồ kính thì bộ tay bơi và bộ đuôi nó cũng khá là ok. Cá tơ này là còn chưa bung hết đó nha, cá lớn nó còn bung dữ nữa. Đây là top view của nó, anh em nhìn thấy bộ tay bơi khá là ok không? Nhưng mà latium thì nó chưa có full hẳn 100%, có con thì nó vẫn 99-95 à. Còn cái dòng này thì dòng Coi Red Ear, dòng này là dòng cá bất hủ, hai tay bơi màu đỏ. Thì dòng này anh em chơi top view hoặc side view đều đẹp, nhưng ưu tiên là chơi thùng xốp hoặc là khay. Thì cá nó bơi tung tăng, nhìn thấy hai tay màu đỏ nó sẽ ok hơn. Và tất cả ba dòng này đều đồng lúa 70 cành một cặp và đơn đi 3 cặp nha anh em. Và đặc biệt tất cả các lô cá mình gửi đều là cá tơ hết nha anh em ơi. Thật sự cá mình nó không kịp lớn để mình cung cấp cho anh em. Và anh em cứ nhắn mà đòi sai cối, sai bầu thì chắc phải chừa lại hoặc là đợi hơi chậm chậm chút nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều.